Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Giá vàng trên thị trường thế giới chốt phiên giao dịch cuối tuần đứng quanh ngưỡng trên 2.400 đô la Mỹ trên một ounce một chút. So với giá chốt phiên tuần trước đó thì giá vàng thế giới cũng đã giảm hơn 11 đô la Mỹ trên một ounce. Cụ thể, như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, giá vàng trên thị trường thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này bằng một phiên giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 1,83%, giao dịch ở mức 2.400 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, đứng ở mức 104,37 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ đứng ở mức 67.300 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần giao dịch bằng một phiên tăng nhẹ, giao dịch ở mức 4,242% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô đóng cửa tuần này giảm mạnh với tỷ lệ giảm là hơn 3%, giao dịch ở mức 80 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trong tuần qua, giá vàng thế giới biến động mạnh ở cả chiều tăng và chiều giảm. Vào tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Jerome Powell bất ngờ thay đổi quan điểm về chính sách lãi suất khi mà ông điều trần 2 ngày tại Quốc hội Mỹ. Ông Jerome Powell cho biết, Fed sẵn sàng hạ lãi suất bất kỳ khi nào thấy cần thiết mà không cần chờ lạm phát về mức 2%. Sang đầu tuần này, ông có bài phát biểu và thêm một lần khẳng định lại quan điểm này. Ông Jerome Powell nói rõ hơn rằng, chính sách có độ trễ so với thực tế, nếu đẩy lạm phát về mức 2% thì quá muộn, do đó mà Fed sẽ sẵn sàng hạ lãi suất để phục hồi kinh tế. Với thông tin này, thị trường đã nâng dự báo Fed cắt giảm lãi suất lần đầu vào tháng 9 lên tới trên 90%. Việc thông tin dự báo lãi suất đã giảm khiến giới đầu tư ồ ạt mua vàng những phiên đầu tuần qua, đẩy giá vàng thế giới leo lên mức cao kỷ lục là 2.468 đô la Mỹ trên một ounce trong ngày 17 tháng 7. Tuy nhiên thì hai phiên cuối tuần, giá vàng lại lao dốc không phanh sau sự cố máy tính của Microsoft đã khiến cho hàng trăm chuyến bay bị hoãn hoặc là bị hủy. Không chỉ có thị trường vàng mà thị trường chứng khoán cũng lao dốc trên toàn cầu. Giới chuyên gia nhận định rằng thông thường những rủi ro mang tính tiềm ẩn chỉ là dự báo thì vàng tăng nhiều hơn giảm. Tuy nhiên, rủi ro đột ngột xảy ra thì các tài sản trong đó có vàng cũng như cổ phiếu đều bị nhà đầu tư bán tháo nhằm chuyển sang nắm giữ tiền. Như vậy, nếu so mức giá cao nhất tuần với chốt phiên tuần này thì giá vàng trên thị trường thế giới chỉ trong vài phiên đã mất tới 70 đô la Mỹ trên một ounce. Sự mất bình tĩnh của các nhà đầu tư khi mà rủi ro bất ngờ xảy ra trên thị trường là điều thường thấy. Do đó mà chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng để suy xét những yếu tố có lợi và bất lợi cho vàng để có góc nhìn đầu tư hợp lý, tránh quá mua hoặc là quá bán đều gây thiệt hại cho thị trường và chính tài sản của mình. Trong tuần này, có 16 nhà phân tích phố Wall đã tham gia khảo sát vàng của Kitconews và kết quả cho thấy 6 chuyên gia tương đương 38% dự kiến giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi cùng số đó dự đoán giá vàng giảm, 4 nhà phân tích còn lại cho rằng giá vàng có xuống đi ngang trong tuần tới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trong tuần này, vàng SJC tăng mạnh. Cụ thể, trong tuần vừa qua, thị trường trong nước chứng kiến tuần tăng mạnh nhất trở lại của giá vàng miếng SJC sau khi mà 4 tuần đi ngang trước đó. Cụ thể, kết thúc phiên ngày 20 tháng 7, giá vàng miếng SJC trên thị trường đứng quanh mức 78 triệu đồng trên một lượng mua vào, 80 triệu đồng trên một lượng bán ra, giảm mạnh 500.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, đi ngang ở chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra nâng từ mức 1,5 triệu đồng trên một lượng lên mức 2 triệu đồng trên lượng. Giá vàng SJC của tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đang niêm yết trên cả hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mua bán ở mức 78,5 triệu đồng trên một lượng chiều mua, 80 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán. Như vậy là đi ngang ở chiều mua, chiều bán ra so với hôm trước, chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra cũng ở mức 1,5 triệu đồng trên lượng. SJC tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 78,5 triệu đồng trên lượng, bán ra 80 triệu đồng trên một lượng, đi ngang chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa hôm trước, chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra cũng ở mức 1,5 triệu đồng trên lượng. Giá vàng nhẫn trong phiên 20 tháng 7
các đơn vị giảm sâu so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn vàng dòng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 75,93 triệu đồng trên lượng, bán ra 77,23 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa hôm trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra ở mức 1,3 triệu đồng trên một lượng. Vàng nhẫn tròn bố số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji mua vào mức 75,9 triệu đồng trên một lượng, bán ra 77,15 triệu đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên một lượng chiều mua và chiều bán so với giá đóng cửa hôm trước. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra ở mức 1,25 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng miếng SJC trong tuần qua đã tăng mạnh trên cả thị trường tự do và các doanh nghiệp, với mức tăng cao nhất trên 4,2 triệu đồng trên một lượng tại chiều bán ra so với tuần trước đó. Với giá vàng nhẫn thì cũng đã tăng 550.000 đồng trên một lượng so với chốt phiên tuần trước đó. Như vậy là sau 4 tuần đứng im, trong tuần vừa qua giá vàng miếng đã có tuần tăng cao. Chuyên gia nhận định giá vàng trong nước và thế giới sẽ còn biến động mạnh xoay quanh các vấn đề kinh tế chính trị của thế giới. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhẫn tạm thời thì cũng không có thay đổi về giá. Hiện tại duy nhất hệ thống Bảo Tín Minh Châu là điều chỉnh giảm nhẹ với mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn. Như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình, mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm nhẹ 50.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều, đang mua vào mức 75,88 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,18 triệu đồng trên một lượng. Chi tiết của bảng giá này thì kênh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại phiên cuối tuần mua vào mức 25.128 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.458 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.670 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.750 đồng trên 1 đô la Mỹ. Không có thay đổi về giá sau khi tăng 135 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra trong phiên giao dịch trước đó. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên trưa nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại đang ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.850.000, bán ra 8 triệu. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.850.000, bán ra 8 triệu. Phú Quý SJC mua vào 7.850.000, bán ra 8 triệu. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.850.000, bán ra 8 triệu. Mi Hồng SJC mua vào 7.900.000, bán ra 8 triệu. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.850.000, bán ra 8 triệu. Ngân hàng T Bank Gold mua vào 7.850.000, bán ra 8 triệu. Tiếp theo là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có thay đổi về giá. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra vẫn đang ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. SJC Huế mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. SJC Miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Long Xuyên mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. SJC Bạc Liêu mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.800.000, bán ra 8 triệu. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Hiện tại thì cũng không có thay đổi về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.570.000, bán ra 7.710.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.570.000, bán ra 7.720.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.560.000, bán ra 7.670.000. Vàng 24K mua vào 7.394.1 nghìn, bán ra 7.594.1 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.518.1 nghìn, bán ra 5.768.1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.237.1 nghìn, bán ra 4.487.1 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.963.7 nghìn, bán ra 3.213.7 nghìn. Nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.588.000, bán ra 7.718.000. Nhẫn tròn bố số 9 Hưng Thịnh Vượng Doji mua vào 7.590.000, bán ra 7.715.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.